Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình rất là vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình giới thiệu sách đẹp của trang sách đẹp của mình. Thì trên tay của mình thì mình đang cầm cuốn sách. Các bạn, nếu bạn nào cập nhật hoặc là một fan của nhà xuất bản Kim Đồng thì các bạn có thể thấy đây là cuốn sách Hoàng Tử Bé, cuốn sách mới nhất được minh họa bởi họa sĩ Nguyễn Thành Vũ, một trong những cuốn sách mà mình thấy là cái nét vẽ rất là đẹp. Tuy nhiên đây không phải là cuốn sách mà mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Mình chỉ muốn nói rằng đây là cái bản đầu tiên mà mình đọc của Hoàng Tử Bé, bởi vì mình đã nghe thấy mọi người nói cái cuốn sách này là một cuốn sách kinh điển khá là hay, nhưng mà mình chưa có cơ hội để đọc. Thì mình đã làm quen với cuốn sách, với câu chuyện Hoàng Tử Bé từ cuốn sách này. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cuốn sách Hoàng Tử Bé mà được minh họa chính tác giả minh họa nguyên bản gốc. Tuy nhiên đây không phải là một cuốn sách thường mà là cuốn sách dựng hình các bạn nhé. Các bạn biết rồi, đó là mình chuyên về sách dựng hình mà. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách này. Cái cuốn này thì chắc là nhìn xa thì sẽ không được đẹp đâu. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, mình sẽ quay gần cho các bạn nhé. Ok, chờ mình một chút. Đây là cuốn sách. Cuốn sách này khá là to. Mình sẽ bắt đầu dở nè.